Bài số 33, điều khiển động cơ bước bằng volume module size rotary encoder. Thì trong quá trình này chúng ta sẽ điều khiển vị trí motor bước bằng rotary encoder. Thì ở đây chúng ta sẽ điều khiển vị trí tương đương là số vòng quay. Ví dụ chúng ta set cho motor quay cùng chiều kim đồng hồ là 5 vòng. Thì sau đó mình sẽ bấm cái nút trên encoder. Lúc đó sẽ motor sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ 5 vòng. Và set vị trí 3 thì nó sẽ quay trở ngược lại vị trí 3 vòng. Phần cứng bao gồm một Arduino Uno, một driver A4988, đế ga chân cho driver, nguồn 12V cấp cho motor, cấp cho driver, động cơ bước xe 42, một cái volume xoay rotary encoder và 10 dây cắm đứt cái. Thì đây là sơ đồ đấu dây. Thì trong đó cái driver A4988 cắm vào trong cái đế ga chân theo vị trí là VMOS sẽ chung với VIN. Còn đế ga chân thì đấu nối với Arduino, G đấu với chân rail, V đấu chân 5V, tép chân số 2, đi chân số 3 và Arduino chân số 8. Cấp nguồn là ở chân VIN 12V rồi rail với rail. Encoder thì chúng ta sẽ đấu nối rail với rail cộng với 5V, chân switch là chân số 4, Arduino chân DT là chân số 5 và chân lock là chân số 6 theo sơ đồ này. Chúng ta sẽ có hình ảnh thực tế. Đây là driver A4988 đế ga chân. Thì ở trên mặt này nó sẽ có ký hiệu về step gear enable. Còn dãy màu đỏ này là chân 5V. Còn màu đen là chân ground. Ở đây thì mình sẽ có các jumper để mình chỉnh cái vi bước của nó. Hiện tại mình đang để vi bước là full bước, có nghĩa là driver này cấp 200 xung. Thì motor này sẽ quay được một vòng. Motor này loại 1.8 độ. Cấp 1 xung cho motor thì motor sẽ quay được 1.8 độ. Do đó để quay một vòng thì cần cấp 200 xung. Nếu chúng ta để vi bước là 1 phần 2 thì mình phải cấp 400 xung, và tương tự 1 phần 4 thì 800. Còn đây là module volume size encoder đấu nối và Arduino. Chúng ta sẽ có hình ảnh hoạt động sơ đồ ha. Sơ đồ này giống như cái hình nãy rồi. Rồi chúng ta sẽ có động code ha. Rồi chúng ta sẽ có động code ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy trước, rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích để tìm hiểu cái động code này. Kiểm tra board Arduino Uno cộng cơm đã đúng là cơm chính. Tiến hành nạp code. Sau khi nạp code xong thì mình sẽ mở serial monitor lên để mình xem là mình nhập cái giá trị vị trí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xoay volume encoder, xoay cùng chiều kim hồ. Mỗi lần xoay một bước thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Xoay ngược chiều kim hồ thì cái số này sẽ giảm xuống. Như vậy thì cái số này sẽ tương đương với số vòng. Tức là ví dụ như giờ mình muốn, hiện tại vị trí motor đang ở là vòng số 0, mình muốn motor quay một vòng cùng chiều kim hồ tới vị trí số 1 là một vòng, thì mình bấm cái nút nhấn trên encoder, bấm một cái thì motor sẽ quay được một vòng. Bấm nút nhấn, motor sẽ đi từ 0 tới 1. Mình bấm cái nữa thì lúc này motor không quay, lý do là hiện tại tọa độ của motor đang ở vị trí một vòng. Vậy thì 1 tới 1 thì coi như không quay. Bây giờ nếu mình tăng lên tới vị trí số 3, vị trí vòng thứ 3 thì mình bấm cái motor sẽ quay được 2 vòng, đi từ 1 tới 3 là 2 vòng. Rồi bây giờ muốn motor quay ngược lại về 0 chẳng hạn thì mình sẽ xoay volume xoay ngược lại
Vậy thì motor sẽ quay từ 3 cho đến 0, thì nó sẽ quay ngược chiều kim hồ 3 vòng. Hoặc là mình có thể set số tùy ý 10 vòng chẳng hạn. Quay cùng chiều kim hồ 10 vòng từ 0 tới 10. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích đoạn code này. Thì trong đoạn code này, đầu tiên chúng ta khai báo các chân cho driver để điều khiển motor bước, là chân bull là chân số 2, bull hay là còn gọi là step á. Gear là chân số 3, enable chân số 8. Trên volume xoay thì clock là chân số 6. DT là chân số 5 và switch là chân số 4. Mình sẽ khai báo một cái biến counter để mình lưu cái vị trí. Rồi các biến current state clock và last state clock này mình dùng để xác định các trạng thái để chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái counter này thông qua khi chúng ta xoay cái volume encoder. Ở đây là trạng thái của nút nhấn. Tiếp theo phần dưới đây là chúng ta sẽ khai báo các giá trị cho motor bước. Thì trong đó mình set V bước là 1, tức là full bước như hồi nãy mình đã giải thích. Cấp 200 xung thì motor 1.8 độ này sẽ quay được một vòng. Thì cái độ phân giải góc của motor bước này là 1.8 độ. Do đó mình tính được cái số xung mình cần cấp trên một đơn vị. Hiện tại đơn vị của mình đang là vòng, có nghĩa là bao nhiêu vòng thì nó có bao nhiêu xung, cấp bao nhiêu xung thì sẽ quay được một vòng. Thì qua cái biến này thì dĩ nhiên mình sẽ lấy 360 nhân cho vi bước, sau đó chia cho cái góc 1.8, thì ở đây mình sẽ ra được 200. Thì chỗ này con số chỗ này chính là 200. Rồi sau đó mình sẽ tạo thêm một cái biến position. Thì cái biến này mình sẽ lưu cái vị trí mà theo số xung chứ không phải là theo vòng, để chúng ta có thể điều khiển motor chạy đến vị trí đó. Target thì là cái điểm đến của nó. Rồi set tốc độ, thì hiện tại trong cái project này chúng ta set tốc độ set cứng cho nó là 120 vòng trên phút. Các bạn có thể thay đổi tốc độ này trong code. Mình sẽ không có điều khiển cái tốc độ này bằng cách nhập giá trị. Thì đây chỉ là một project demo cái vị trí, cho nên mình sẽ không quan tâm đến tốc độ này ha. Rồi cái biến này mình dùng để mình xác định cái trạng thái chiều của nó. Ví dụ như mình muốn ban đầu của nó là quay cùng chiều kim hồ thì mình xét cái này là 2. Còn giả sử như mình cho nó chạy từ 0 đến vị trí 10 vòng mà nó quay ngược chiều kim hồ thì mình đổi này thành low lại. Rồi các biến về delay với lại delay, tức là mình cho cái xung này phát ra trong hai cái xung liên tiếp đó, phát ra trong thời gian bao lâu thì nó có liên quan tới cái tốc độ, tức là hai xung càng gần phát càng nhanh thì tốc độ quay cái motor nó sẽ càng nhanh. Trong setup đó, thì mình sẽ khai báo pin mode cho các đầu ra bull, deer, enable. Rồi sau đó mình sẽ write cho thằng enable là low để driver nó có thể giữ và điều khiển được motor, còn cái này 2 thì driver nó không điều khiển được motor. Còn biến deer thì mình set ban đầu của nó là Dear status hiện tại nó đang là mức 2, tức là quay cùng chiều kim hồ. Rồi còn các biến clock, các chân lock, DT, switch của encoder thì sẽ là input. Trong đó thì switch sẽ là input bull up. Thì các bạn có thể xem cái input bull up này trong những cái video trước, những cái bài trước có giải thích về phần này. Serial để chúng ta có thể in cái ra màn hình serial này để chúng ta xem cái những cái giá trị ở cái baud rate là 9600. Rồi đầu tiên mình set cái last state clock là mình đọc từ cái hàng lock này để mình khi mình xoay thì mình sẽ biết được là cái counter nó tăng hay giảm. Em sẽ dùng cái biến last state clock này. Thì đầu tiên là mình sẽ set cái vị trí encoder position là có xoay hay không. Mình sẽ gọi cái hàm này. Thì cái hàm này, cái phần encoder này mình đã có giải thích ở ở cái bài số cái bài encoder đây, ở bài này Rotary Encoder. Thì ở đây mình đã có giải thích cái đoạn code này rồi, thì các bạn có thể xem lại cái bài hướng dẫn và cái video của cái bài 18 này.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy là khi mà mình xoay encoder cùng chiều kim hồ thì biến counter nó tăng lên một đơn vị, còn xoay ngược lại thì counter nó sẽ giảm xuống. Và cái biến counter này cũng chính là cái vị trí theo cái theo đơn vị là số vòng mà chúng ta sẽ cho motor chạy đến vị trí đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ check cái điều kiện của nút nhấn, tức là mình có nhấn nút hay không. Nếu nhấn nút thì cho motor chạy, còn không thì thôi, không làm gì cả. Thì check điều kiện nút nhấn thì chẳng qua là mình xem cái biến, mình đọc cái từ cái chân digital switch input wind up này. Nếu như mà đọc được giá trị là thấp, mức thấp, tức bình thường nó là mức cao, thì nếu như nhấn thì nó sẽ là mức thấp. Nếu mình đọc được cái giá trị này thì mình sẽ trả về cái egress này, nó sẽ là true. Đây, true. Còn không có trường hợp đó xảy ra thì sẽ là false. Rồi khi xác định là true rồi, tức là nhấn nút, thì lúc này mình sẽ gọi tới cái hàm stepper event. Hàm này khi trách nhiệm là sẽ chạy motor, run motor. Rồi hàm này thì đầu tiên là mình sẽ set cái target, tức là cái vị trí mà mình sẽ chạy tới đó, thì nó sẽ bằng chính counter. Thì cái vị trí này đang tính đơn vị là vòng, còn cái new position mình tạo một cái biến này thì đơn vị của nó sẽ là số xung. Như vậy thì cái vị trí về xung của nó sẽ là lấy target nhân cho đơn vị. Chẳng hạn một vòng thì ở đây là 1 nhân cho 200 thì nó sẽ là 200 xung, còn hai vòng thì 400 xung. Tức là ở đây là vị trí theo đơn vị là vòng, còn đây là vị trí theo đơn vị là xung. Rồi sau đó mình sẽ tính lại cái thời gian delay thông qua cái tốc độ theo công thức này. Rồi nếu như trường hợp mà cái vị trí mới của mình so với vị trí hiện tại đã lưu á mà nó lớn hơn á, thì mình sẽ set cái chiều của motor là digital right cho thằng đia theo cái thằng đia status này. Hồi nãy nó đang là mức 2 thì nó sẽ quay cùng chiều kim hồ chẳng hạn. Còn nếu như nhỏ hơn thì sẽ quay ngược lại. Như vậy thì dựa vào cái vị trí mình sẽ đi tới và vị trí hiện tại thì mình sẽ biết được là motor sẽ quay theo chiều nào. Mình sẽ gán cho motor quay theo chiều tương ứng. Ví dụ như bây giờ vị trí hiện tại của mình nó đang là 0 chẳng hạn, mà bây giờ mình xét vị trí mới của nó là 200 xung lên đứng một vòng đó, thì 200 rõ ràng là lớn hơn 0, thì lúc đó mình sẽ xét thằng này là mức 2 thì nó sẽ quay cùng chiều kim hồ. Rồi khi mà đến vị trí 200 rồi đó, bây giờ mình xét cái thằng position hiện tại nó đang nhận là 200, nó đã quay xong rồi nhận là 200. Bây giờ mình sẽ xét cái vị trí mới của nó là -1 chẳng hạn, vậy thì rõ ràng -1 nhỏ hơn 1, do đó là mình sẽ xét cái chiều ngược lại thì motor sẽ quay ngược chiều kim hồ. Rồi đó là về phát phần chiều. Sau đó mình sẽ xét về cái số xung mà mình sẽ cấp. Thì mình sẽ xét vị trí, nếu như vị trí hiện tại mà nó khác với vị trí mới thì mình sẽ bắt đầu là cho cái, mình sẽ bắt đầu phát xung ra. Phát xung thì bằng cách là mình sẽ tạo một, mình sẽ gán cái biến last step time này nè bằng cái microsecond, tức là khoan sau một khoảng thời gian nào đó tương đương là step delay. Ví dụ step delay của mình là 100 mili giây chẳng hạn, thì cái hàng microsecond này nó sẽ chạy từ lúc mình mở Arduino lên. Vậy thì thời gian này lớn hơn cái thời gian mình đã set trước đó. Ví dụ như thời gian trước đó là 100 mili giây thì hàng này nó là 200 mili giây trừ ra 100 thì nó sẽ lớn hơn cái khoảng thời gian này, lúc đó nó sẽ phát ra xung. Rồi sau đó lặp lại là hàng này nó sẽ nhận giá trị là 200, thì khi mà hàng này nó lên 300, lấy 300 trừ cho 200 là 100 nữa thì nó sẽ phát ra cái xung tiếp theo đó. Thì cứ như vậy thì cái quá trình này nó sẽ phát xung mà nó sẽ không sử dụng hàm delay. Thì mỗi lần phát xong một xung thì cái position này nó sẽ tăng lên một đơn vị hoặc là giảm xuống một đơn vị, nó tùy vào cái giá trị của hàm position này lớn hơn hay nhỏ hơn cái vị trí mới. Nếu vị trí này nhỏ hơn vị trí mới á, thì thằng vị trí này phải tăng lên để cho nó quay đúng cái chiều kim hồ chẳng hạn. Còn vị trí này mà nó lớn hơn rồi á, thì nó phải trừ xuống để cho đảm bảo là cho đến khi nào nó bằng vị trí mới thì nó đã chạy xong. Rồi sau khi chạy xong mình in cái hàng chữ là on target.
và sau đó cuối cùng mình được cái đoạn code ở cái kết quả giống như demo này. Rồi bây giờ mình sẽ cho chạy ngược lại một vòng nhé, chạy ngược lại thêm hai vòng nữa nhé, chạy về không nhé, 7 từ 0 là 7 vòng. Rồi mình cho nó giảm chịu 1 luôn. Đó. Thêm 9 vòng nữa, ngược chiều kim hoàn. Ok, như vậy là trong video này mình đã kết hợp cái mô đun volume xoay để điều khiển cái chiều xoay của cái vị trí, điều khiển cái vị trí quay của motor bước theo đơn vị là số vòng. Vậy là bài này đã kết hợp được điều khiển motor bước và sử dụng volume xoay để điều khiển motor bước. Cái video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.